Khôi xin kính chào Tấn Ngô, quý khán giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹm và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào Tấn Ngô quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng có vài lá thư chúng tôi thấy cần phải trả lời. Thưa hai chú, cháu thấy có một số bạn coi chương trình đọc báo Vẹm chửi hai chú rằng là bọn tay sai của Mỹ. Cháu không biết là chính phủ Mỹ có đứng sau giật dây hay là tài trợ cho chương trình này không? Xin hai chú nói rõ vấn đề này. Thì chú cũng xin thưa với cháu rằng như thế này, chính phủ Mỹ đó người ta làm những việc lớn lao hơn. Và cái việc bây giờ hiện tại ta đang cần làm đó, mà Việt Nam cũng cần đó, để giúp cho Việt Nam để khỏi bị Trung Cộng nó nuốt. Và cái việc đó là báo chí đảng và nhà nước có đăng. Chứ còn người ta không có làm, công việc của các chú làm chỉ là công việc nhỏ thôi. Công việc nó không có đáng gì cả. Thì người Mỹ người ta, chính phủ Mỹ người ta không có giật dây hay là không có tài trợ gì cả nha. Chú thì chúng có cái công việc của chú. Chú đi làm sống cũng được... cũng tạm tạm, hay là cũng có nhà có cửa có xe có cổ chạy, không giàu có nhưng cũng sống được nha, rõ chưa? Cháu còn một người khác là cháu đề nghị hai chú học tiếng Tàu để mà đọc báo Tàu trong tương lai nha. Người bạn này nghĩ là Việt Nam, Trung Cộng nó sẽ nuốt Việt Nam đó. Một bạn khác là chú Hoàng Tuấn là number one, con thích 8 chữ vàng của chú hơn là 16 chữ vàng giả của tàu khựa chỉ đạo cho Cộng sản Việt Nam, cảm ơn chú. Có một bạn trẻ khác rằng là con thích chương trình này, nhiều người khác cũng thích nhưng có lẽ sợ bị công an trả thù cho nên chưa dám thổ lộ điều đó. Các chú đừng có buồn khi mà có những cái comment, tức là những cái ý kiến đóng góp đó đầy tính lưu manh, nói xấu hai chú và chương trình, các chú đừng có buồn vì điều đó. Người Cộng sản thì cũng hay vô chửi rủa thôi, điều đó điều rất là rõ ràng. Những người Cộng sản thì chúng tôi thấy là khi họ binh cho chế độ là không có một cái lý luận nào cả, chửi là phản động, phản quốc, thế này thế khác. Rồi, ở trong nước đó có một số các bạn trẻ là lúc nào cũng tỏ ra là mình có ý thức về chính trị, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Hồ Chí Minh và chửi rủa những người yêu nước là phản động. Thật ra thì con thấy họ chỉ thể hiện là mình có ý thức chính trị để ra vẻ là hiểu biết với mọi người thôi, chứ họ cũng chả biết sự tình gì cả. Rồi, đó ý kiến của bạn trẻ như vậy. Chắc là tại vì có một số, nếu mà quý vị xem chương trình này trên YouTube thì có một số những cái lời comment, tức là lời bình đó. Thực sự nó rất là khiếm nhã và nó cũng... chúng ta không biết dùng chữ như thế nào. Là người ta không có biết lý luận. Không có biết lý luận. Người ta chỉ biết chửi thôi. Và... nếu mà chúng tôi là, tại vì chúng tôi là người bỏ cái chương trình đó lên, chúng tôi có cái quyền để có thể đề lịch những cái lời comment đó đi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng để yên như vậy cho quý vị dạ, xem để biết rõ, để quý vị biết rõ phải không ạ? Rồi có một người nói là hôm trước Hoàng Tuấn có nói đến việc người ta tẩy chay Trung Quốc bằng cách là không đi China Airlines. Xin góp ý là China Airlines là thuộc về Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan, không Cộng sản. Air China là hãng hàng không quốc doanh của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Nếu người ta tẩy chay thì nên tẩy chay là Air China, China Eastern hoặc là China Southern thì đúng hơn. Thì xin cảm ơn ý kiến của vị này. Và có nhiều người bảo chúng tôi là không có nên nói là Trung Quốc. Nói Trung Quốc là mình tôn trọng. Bởi vì chúng tôi không nghĩ là như vậy. Bởi vì chữ quốc là chữ nước thôi. Còn cái chữ Trung đó thì là nước Trung Hoa. Thì có nhiều người bảo rằng là Trung Hoa là người ta tự xưng người ta là trung tâm. Thì cái chữ Trung Hoa chúng ta không thay đổi được. Trung Quốc chỉ nói chỉ là nước Trung Quốc thôi. Cũng giống như chúng ta gọi là Pháp quốc, Mỹ quốc hay là Áo quốc, Hàn quốc, thì không có nghĩa là chúng tôi nói chữ quốc là tôn trọng. Cho nên là chúng tôi xin quý vị cũng hiểu cho. Và chúng ta báo chí đó đăng là Trung Quốc thì chúng tôi thấy cái chữ Trung Quốc nó cũng bình thường thôi. Nghĩa là có khi chúng tôi dùng Trung Quốc, có khi chúng tôi dùng Trung Cộng, nhưng mà khi dùng Trung Quốc không có nghĩa là tôn trọng. Xin quý vị hiểu giùm ha. Có một bạn trẻ đó nói về cái chuyện bên Việt Nam đó. Bây giờ là các ông lớn thì lại thích các cháu nhỏ. Cho nên mới có câu như thế này: cháu đừng vất vả tảo tần, về đây có chú mừng, chú nuôi. Tình cảm hả? Nhưng mà hai câu sau mới hay, quý vị hiểu rồi hiểu nha. Cháu đừng vất vả ngược xuôi, về đây có chú nuôi, chú mừng. Rồi, có một cái chuyện mà cũng phải nên cần nhắc tới là quý vị đang trong cái mùa đá banh giải tốc cầu thế giới. Thì khi mà chúng tôi đang nói chuyện với quý vị đây, kết quả là Ba Tây đã thắng Croatia 3-1, Mỹ Tây Cơ thắng Cameroon là 1-0, Hòa Lan thắng Tây Ban Nha là 5-1, và Chile thắng Úc là 3-1. Thì thưa quý vị,
cái trận mà Hòa Lan với Tây Ban Nha thì chúng tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người chuyển qua là Tây Ban Nha. Cái trận đó nó quá bất ngờ là nó tới 5-1. Nói về cái chuyện thể thao thì anh Khôi thấy là khi mà trong cái mở đầu giải đó, là khi bắt đầu trận đấu thì người ta hát quốc ca của mỗi nước. Và khi các cầu thủ hoặc là các cổ động viên người ta hát đó, thì chúng ta thấy được cái tình cảm của họ trong đó. Thì thể thao nó gắn với lòng yêu nước, điều đó rất tốt. Thì xin thưa với quý vị, ở Việt Nam thì có một điều đáng buồn như thế này, khi mà Việt Nam đá banh á, mà thắng một hai trận á, ôi các bạn trẻ Việt Nam lại cầm cờ chạy khắp làng khắp xóm, và người ta đoán là nếu Việt Nam mà được giải vô địch thì có lẽ các thành phố Việt Nam nó cũng tan nát hết. Sao vậy? Tại vì cái cuồng nhiệt quá. Cho nên là chúng tôi chỉ thấy như thế này, thể thao gắn với lòng yêu nước, điều đó cũng đúng. Nhưng mà nếu quý vị, khi mà Việt Nam thua một trận đó, thì người ta buồn khổ ghê gớm lắm. Nếu như mà các bạn trẻ trong nước cũng buồn khổ khi thấy giặc tàu nó xâm lăng Việt Nam, ngư dân Việt Nam bị nó bắn giết, nó đánh đập, tàu Việt Nam bị nó đâm thủng mà cũng buồn, cũng tỏ ra như vậy thì rất may mắn cho đất nước ha. Chứ còn hay mà đá banh thì làm dữ dằn lắm. Và khi mà tới cái chuyện thời sự, cái chuyện mà vận mệnh của quốc gia đất nước thì là thờ ơ, thì cái điều đó nó cay đắng quá. Cay đắng quá. Đó, xin mời người Khôi. Chúng tôi có báo Soha News ở trong nước, không biết viết tắt bởi chữ gì, chỉ biết đã đọc thì thấy đề Soha News thôi. Thưa quý vị, một bị can chết bất thường khi đang ở nhà tạm giữ công an quận. Cái chuyện này cứ xảy ra hoài hoàn toàn. Anh Hùng bị tạm giam do có hành vi trộm cắp tài sản. Chứ trộm cắp tài sản ở trong ngoặc kép, tức là người ta còn đang tình nghi, không biết có đúng hay không. Sau đó cơ quan công an cho biết bị can bị ngã trọng thương và tử vong khi đang cấp cứu ở bệnh viện. Bị trọng thương và bị tử vong ở trong bệnh viện. Thì người trong gia đình đó, bà Lý Thu Vân 60 tuổi, ngụ ở đường 3/2, phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh với phóng viên báo chí Thức Trẻ về việc con trai bà là anh Lý Vị Hùng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 11 bắt ngày 9 tháng 2 do có hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó anh Hùng bị lưu tại nhà tạm giữ công an quận 11. Đến khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 3, chị Nguyễn Thị Châu Long, vợ anh Hùng, nhận được điện thoại của điều tra viên Hoàng B viết tắt, thủ lý điều tra vụ án, báo tin rằng anh Hùng đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Chợ Giấy. Khi người nhà đến nơi thì do vết thương quá nặng, anh Hùng đã tử vong lúc 0 giờ 42 phút ngày 22 tháng 3. Người thân cách đây mấy tháng rồi. Dạ vâng. Người thân trong gia đình bà Vân trực tiếp chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi anh Hùng cho biết, tôi thấy đỉnh đầu anh Hùng bị bầm tím, phía sau gáy có một lỗ thủng bằng ngón tay cái, phần từ sau gáy xuống đến cánh tay cũng bị thâm đen. Ngã sao mà ngã kỳ cục, ngã chết người mà sao ngã kỳ cục vậy. Nghi ngờ về nguyên nhân dẫn đến tử vong của anh Hùng, gia đình thắc mắc thì được ông Hoàng B giải thích là do anh Hùng bị té ngã khi đi tắm. Không đồng ý với lời giải thích này thì gia đình bà Vân đã làm đơn khiếu nại gửi đến công an quận 11 và sau đó thì báo chí vào cuộc thì để tìm hiểu rõ hơn những thông tin liên quan đến cái chết của anh Lý Vị Hùng ngày 9 tháng 6, tức là mới đây đó, tức là báo chí chúng tôi đã làm việc với Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 11. Thượng tá Thủy cho biết vụ việc đã được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra. Tuy nhiên trao đổi bên lề, Thượng tá Thủy cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hùng là do bị phạm nhân cùng phòng đánh dẫn đến ngã ngửa gây thương tích. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Ủa tại sao nếu mà anh thực sự cái anh Lý Vị Hùng này mà bị bạn tù đánh chết thì cứ báo cho thân nhân biết là bị bạn tù đánh chết. Cái chuyện này không phải nói hiếm có nó xảy ra cho có nhà tù, tại sao phải nói té rồi bây giờ thì nói là bị bạn tù đánh chết? Chúng tôi không hiểu là như thế nào, mà cái điều mà mọi người đều biết đều rõ ràng, anh Hoàng Tuấn đã nói một lần rồi, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, đừng vào đầu công an, tại vào thì sống mà ra thì không còn sống đâu. Cho nên cái tựa của bài báo này viết là xin lỗi quý vị, một bị can chết bất thường, chúng tôi đề nghị sửa lại là một bị can chết bình thường khi đang ở nhà tạm giữ của công an quận. Bởi vì cái vô công an là chết, và thưa quý vị, cái điều này nó sẽ đi, nó lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Chúng ta thấy có một cái điều đau xót là khi mà ra ngoài biển đó, bị Trung Cộng nó rượt thì chạy, nó là khôn ngoan né tránh. Mà khi mà đối với dân mình đó, dân không có một tấc sắt trong tay thì là cứ vô đồn công an là đánh cho chết, vô đồn công an đánh cho chết. Thì quý vị thấy cái chế độ này nó là cái gì, nó có còn nhân tính hay không? Quý vị nào mà được binh vực cho chế độ đó thì quý vị trả lời giùm chúng tôi. Ra ngoài kia thì nó là tàu của nó rượt mình thì mình chạy, là mình khôn ngoan mình né tránh ha, để tránh va chạm. Mà trong khi dân của mình thì mình bây giờ mấy ông công an này gửi ra ngoài biển đi ha,
ra để cho ông hăng hái bám biển giùm cái. Bám biển giữ biển phải không ạ? Giữ biển giùm để mà xác định cái chủ quyền của đất nước. Trong khi đó là cái dân cái vô đồng công an là chết thì cái chế độ này là cái chế độ như thế nào? Quý vị đã lợi giùm. Quý vị nào bảo chúng tôi là phản động, chúng tôi là bị giật dây ăn tiền của đế quốc Mỹ thì quý vị trả lời giùm. Còn bây giờ cái chuyện đế quốc Mỹ á, nó giật dây cho chúng tôi, nó tài trợ chúng tôi để mà chống phá Việt Nam. Quý vị nói như thế là coi chừng quý vị là phản động đấy nhá. Sao vậy? Với chúng tôi đây, VN Express, Mỹ tìm cách ngăn Trung Quốc bắt nạt nước nhỏ. Trung Quốc là 16 chữ vàng. Việc chuyện giữa Việt Nam và Trung Quốc là cái chuyện trong gia đình. Nhân gia đình. Anh em thôi. Thế mà bây giờ Mỹ tìm cách ngăn Trung Quốc bắt nạt nước nhỏ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là Susan Rice hôm qua kêu gọi sớm thiết lập bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông để kiểm soát hiệu quả các hoạt động trên biển của Trung Quốc, tránh tình trạng nước lớn bắt nạt nước nhỏ. Tuyên bố trên được Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là Susan Rice đưa ra hôm qua trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại của Mỹ ở Washington. Thưa quý vị, bà Rice nói thêm rằng cam kết an ninh giữa Mỹ với các đồng minh là bất khả xâm phạm và được hỗ trợ bởi sức mạnh quân sự của Mỹ. Washington hy vọng các đối tác sẽ gánh vác trách nhiệm của họ trong vấn đề an ninh chung. Thế thì bây giờ, giữa Việt Nam và Trung Quốc là cái giống như trong gia đình. Thế mà bây giờ đế quốc Mỹ là đế quốc, là đế quốc đầu sỏ, nó là giật dây cho những kẻ phản động như là hoàng tước Nguyễn Khôi. Mà bây giờ nó lại ra tìm cách ngăn Trung Quốc bắt nạt nước nhỏ. Và còn nói là đồng minh là bất an ninh giữa Mỹ và các đồng minh là bất khả xâm phạm, thì chúng tôi nghĩ như thế này, nói theo kiểu phim Tàu, phim Hàn Quốc bây giờ đó, còn không mau mà làm đồng minh với Mỹ. Quý vị thấy cái chuyện đối với người cộng sản đó, nó trở tráo lắm. Nay thế này mai thế kia phải không ạ? Cho nên quý vị thấy rõ ràng là bất cứ như chúng tôi là cứ bảo là chúng tôi là ăn tiền của Mỹ để mà phá hoại đất nước, mà bây giờ đó đứa nào là phá hoại đất nước, cái người thằng giặc mà mình cứ gọi nó anh em đó, thì bây giờ phải Mỹ tìm cách ngăn Trung Quốc bắt nạt nước nhỏ. Và này đăng trên báo VN Express đàng hoàng, tác giả là Như Tâm mà có, chứ chúng tôi không có bịa đặt ra nha. Nhưng mà tôi hỏi anh, nếu mà theo những cái bài báo này đó thì Trung Quốc thì người ta bà Susan Rice bà nói rõ tên của cái quốc gia đó ra rồi. Còn nước nhỏ đó anh biết đó là nước nào không? Thì tôi cũng đoán biết nước nhỏ là nước nào. Xung quanh có nhiều nước nhỏ, hay là Thái Lan, hay là Lào, hay là Campuchia, tôi không biết nữa. Không thể nói nước nhỏ. Thì nói trong công vậy thôi. Mà cái thằng Mỹ này nó hay giật dây đó. Mà thằng Mỹ thì nó rách việc, nó nhiều chuyện. Ba cán bộ quản lý thi công quốc lộ 18 bị cách chức trước hiện tượng hằn lún trên quốc lộ 18, ba cán bộ xí nghiệp Sông Đà 209, đứng đầu là giám đốc kiêm chỉ huy trưởng công trường đã bị cách chức. Ba cán bộ bị đơn vị chủ quản cách chức là giám đốc kiêm chỉ huy công trường gói thầu số 3, phó trưởng ban kỹ thuật thi công an toàn, người trực tiếp quản lý thi công bê tông nhựa và đội trưởng thi công giải bê tông nhựa. Họ được cho là trực tiếp liên quan đến việc quản lý thi công một số đoạn bị hằn lún trên quốc lộ 18. Đại khái là bây giờ mới làm đường, làm xong đường nó hằn lún thì giờ mới bị cách chức. Như vậy là hạ cánh an toàn thì còn gì nữa phải không anh? Như vậy là mấy ông này đó thì giống như câu hôm trước đó, là bị bệnh. Bệnh gì? Đường thốt nốt ăn không được. Đường cát không được, đường mía không được. Đường gì ăn cũng không được, chỉ có đường lộ với đường nhựa là ăn được. Tại vì bệnh tiểu đường phải không ạ? Phải có cái biện pháp nào chứ bây giờ xây xong, xây đường. Mới không phải nói theo anh Hồng Tuấn là mấy cũng ăn hơi nhiều đường một tí. Cho nên bây giờ nó bị hằn bị lún như vậy thì phải có cái biện pháp nào, chẳng những cách chức mà phải có cái biện pháp mà trừng phạt ấy, cái thiệt hại công quỹ quốc gia một cách rất là rõ ràng nữa, còn gì nữa mà cứ lờ đi thôi, chỉ là cách chức là đưa người khác lên. Dạ, vâng. Rồi nó lại lún, nó lại hằn nữa. Rồi nó lại ăn đường nữa. Và trong đó không có nội dung thi công các công trình giao thông sau 3 năm mới được tiến hành xem xét lại, tức là trong 3 năm đó mấy ông sẽ không được làm cái gì việc gì liên quan đến vấn đề giao thông nữa. Thì đại khái là bây giờ không được làm giao thông nữa thì mình chuyển sang cái ngành khác được anh. Kiểm soát thực phẩm, mình cung cấp thiết bị thôi, hay là mình làm về vấn đề y tế, hay là mình làm về vấn đề gì đó, đại khái là như vậy thôi.